Long, tìm không thấy ông biết ngay là ở công trường. Chà chà, ông chọn lại tôn này nhìn đẹp quá nhỉ? Hãng nào vậy? Đây là tôn lạnh Anzin và lạnh mạ màu thương hiệu Tân Phước Khanh. Sản phẩm bền đẹp mà lại mát nữa. Thế hả? Ừ, tôn Tân Phước Khanh thương hiệu đã có hơn 20 năm uy tín trên thị trường. Nhà máy tôn Tân Phước Khanh đã đầu tư dây chuyền mạ lạnh mới rất hiện đại và mời các chuyên gia nước ngoài sang hợp tác tư vấn sản xuất. Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001 và tiêu chuẩn Nhật Bản GISG 3321. Ồ, được đấy. Tôn Tân Phước Khanh đã xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Úc, đặc biệt có tôn lạnh AZ100 đến AZ150 được bảo hành lên đến 20 năm. Cứ chọn tôn Tân Phước Khanh, ông muốn kiểu gì cũng có, lạnh màu một mặt và hai mặt. Ở khu vực miền Tây có thể mua tại các đại lý như Toàn Phát, Bích Thủy, Hải Sơn, Thanh Long và còn nhiều đại lý trên toàn quốc. Tôi nghe nói khi mua tôn Tân Phước Khanh là mình đã có phần hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình Khát Vọng Sống. Đúng rồi, chương trình Khát Vọng Sống do tôn Tân Phước Khanh tài trợ chính. Vậy thì bắt tay, công trình xây dựng của tụi mình sẽ tin dùng tôn Tân Phước Khanh. Nhất trí. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng đại diện số 319 B3, Lý Thường Kiệt, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0903 838324 hoặc 0909 990055. Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xe lắc xe lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục về chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình những câu chuyện đời, chương trình do công ty cổ phần quảng cáo nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do công ty tôn Tân Phước Khanh tài trợ chính, công ty du học Thái Bình Dương đồng tài trợ. Chương trình những câu chuyện đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 thứ bảy và 19:25 thứ ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm, phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Long An, phát sóng lúc 19 giờ trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý vị thân mến, có những phận người luôn gặp điều không may trong cuộc sống dù họ đã cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn. Thế nhưng đôi khi những nỗ lực ấy không vượt qua được bước cản của số mệnh, khiến những khắc nghiệt của cuộc đời vẫn luôn mãi đeo bám họ. Câu chuyện mà Nhã Quỳnh muốn gửi đến quý vị hôm nay đó là một câu chuyện về người phụ nữ Tần Thảo, Cao Thị Chiến, ngụ tại ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Hàng ngày chị phải đi mò hến để nuôi con ăn học. Cuộc sống cứ lần lữa trôi qua, rồi chị phát hiện mình đang mang trong người căn bệnh tiểu đường. Nỗi đau thể xác dày vò không kể, nhưng chị luôn đau đớn về nỗi lo cho đứa con gái duy nhất không biết tương lai sẽ thế nào nếu một mai kia chị nằm xuống. Chiều về trên bến sông, chị Chiến thờ thẫn ngồi nhìn dòng nước lững lờ trôi. Ngày nào cũng thế, chị dò chậm ra bến nước này lặng ngụp, trầm bình, lên trên giữa dòng để mò những con hến, con sò mang bán. Nhiều lúc ngẫm nghĩ đến cái nghề trót mang, khá gian nan và nguy hiểm đối với một người phụ nữ. Vậy mà bây giờ thì chị có muốn vất vả cũng không được nữa rồi.
Tháng trước chị vừa hay mình bị bệnh tiểu đường, nhưng vì hoàn cảnh đơn thân, nuôi con gái ăn học, nên chị cắn răng mà tiếp tục đi mò hến. Bệnh trở nặng khiến những vết đứt ở chân trước đây khi trầm mình trong nước đạp phải vật này vật kia, bây giờ không lành được mà càng ngày càng loét sâu. Chị Chiến đã trải qua 2 lần phẫu thuật để chữa trị vết thương, nhưng bệnh tiểu đường thì vẫn không thuyên giảm. Thấy nợ nần thì chồng chất, không còn tiền để nằm viện nữa, cũng chẳng có tiền để mua bông băng, thuốc thang. Chị về nhà, cắn răng chịu đau, lấy tạm vài tờ giấy vệ sinh mà đắp vào những vết thương rỉ nước. Vết thương không lành được vậy, thế nên khi thấy nhà túng thiếu quá, chị làm liều cứ băng mình xuống dòng sông chảy xiết để răng kim cây này cái kia mà bán, mong có được 30-40 ngàn lo cho con gái có cái mà ăn mà học. Nguồn nước ô nhiễm, rồi 2 chân nhức nhối làm chị té lên té xuống, khiêm vết loét lại càng sâu thêm. Cái đau thể xác ấy chị chịu được, bởi có những nỗi đau hơn thế chị đã từng trải qua, thì những thứ ngoài da như vậy có thá gì. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng bấy nhiêu năm qua, đó là cái đớn đau khi người đàn ông đầu áp tay gối bỏ chị, bỏ con mà ra đi biệt tâm, không tin tức. Cứ ngóng trông, cứ chờ đợi theo những chuyến tàu cá đi về, mòn mỏi theo ngày tháng, vậy mà bóng dáng người đàn ông phụ bạc mãi biệt tâm, biệt tích. Rã rời vì đợi chờ mòn mỏi, lạc lõng vì mất điểm tựa, hai mẹ con chị cứ lủi thủi mà nương nhau để sống. Đã rất nhiều đêm rồi, chị thủ thỉ cùng con rằng, ngủ ngon đi con, cha đi làm xa, rồi sáng mai ngủ dậy, cha sẽ về tới. Và vì tình yêu thương con gái mà chị mạnh mẽ mà đứng lên để sống. Ngày đêm lặn lội mày mò cùng sông cùng nước để tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con, mà không còn hy vọng và chờ đợi ngày chồng trở về. Căn bệnh ập đến đột ngột khiến chị không còn biết vương vít vào ai để sống. Chị lo sợ đến một ngày chẳng lành, khi đó con gái chị sẽ không biết ra sao. Hiểu được bệnh tình, nỗi đau, nỗi dày vò trong mẹ, nên em Bảo Ngọc, con gái của chị Chiến, luôn cố gắng mọi thứ có thể để mẹ được yên lòng. Hàng ngày, sau những giờ đến lớp, Ngọc lại xin đi làm phụ cái này cái kia ở loanh quanh xóm, mong kiếm thêm ít tiền để đỡ đần phụ mẹ. 14 tuổi nhưng Ngọc đã đảm đang được rất nhiều việc trong ngoài ở nhà. Ngoài thời gian đi học, đi làm, em lại kề cạnh bên mẹ để an ủi, để xoa bớt những cơn đau mà mẹ đang gánh chịu. Không được kề cạnh, không có tình yêu của cha từ nhỏ, hơn ai hết, Ngọc hiểu được giá trị của tình cảm gia đình. Nhất là những khi đi học, nhìn chúng bạn có cha có mẹ đầy đủ, em cảm thấy tủi thân lắm. Rồi khi mà lần gặp ba gần đây nhất là em gặp ba trong trường hợp nào? Bữa đó em đi học về thấy ba ở nhà cô giáo á. Ba không có hỏi mà em hỏi ba, ba kêu ba hoài à, nhưng mà ba không có lên tiếng, không có hỏi hay gì chứ. Thấy tủi lắm. Thấy ai cũng có cha yêu thương nhưng còn em không có, kêu cha cũng không quay lại nữa. Bây giờ thông qua chương trình này thì em có muốn nói gì với cha em không? Dạ có. Em muốn nói là cha ơi, mà con mong cha về để giúp đỡ, giúp cho mẹ con cuộc sống hạnh phúc hơn và cho mẹ được hưởng những cái hạnh phúc mà đó giờ mẹ chưa có. Giờ muốn cha, em muốn gia đình ta giống như hồi nào, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Trong cái tầm tưởng non nớt của Ngọc, em chưa hiểu được vì sao cha mẹ không bên nhau. Thế nhưng em hiểu được để gánh được vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ, thì mẹ của mình đã vất vả thế nào. Chính vì vậy, Ngọc càng thấy yêu thương mẹ hơn, bởi mẹ không chỉ là bờ vai vững chắc, là niềm tin, là động lực để em tựa vào mà sống,
mà mẹ còn thay cha làm trụ cột trong gia đình, thay cha gánh vác vai trò dạy dỗ em nên người. Có lần có vài người xung quanh bày tỏ xót thương cảnh mẹ không côi cút, muốn mai mối để mẹ Ngọc đi thêm bước nữa. Nhưng mẹ đã quyết từ chối. Mẹ nói cha nó còn sống đó, sao tôi lấy ai thêm được nữa. Chừng nào chính mắt tôi thấy cha nó nằm xuống, thì lúc đó tôi sẽ tính con đường khác cho mình. Ngọc hiểu mẹ còn thương cha lắm. Ngọc cũng hiểu vì mẹ sợ đến với người khác, e rằng người đó không thương Ngọc như con ruột, rời cảnh con chung con riêng, nên mẹ thôi. Giờ thì mẹ nằm đó, đau đớn cùng cắn răng mà chịu. Thương mẹ quá mà chẳng biết làm sao, Ngọc chỉ cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể. Em ráng học thật chăm, cố gắng chăm chỉ làm mọi thứ có thể, cố gắng bên mẹ mọi lúc có thể, để kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui, xoa đi mọi âu lo buồn phiền. Vậy mà sao nhìn mẹ ngày càng tiều tụy, càng xanh xao, khiến trong lòng Ngọc không khỏi những lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó mẹ không còn bên cạnh mình nữa. Những mông lung ấy cứ đeo đẳng em từng đêm, len vào trong giấc ngủ, chập chờn mãi không thôi. Trời mờ mờ sáng, Ngọc giật mình tỉnh giấc, xoay sang bên cạnh. Ngọc giật mình vì không thấy mẹ đâu. Hốt hoảng bật dậy, chui khỏi mùng. Ngọc chùi mắt nhìn quanh rồi cất tiếng. Mẹ! Mẹ ơi! Đang lùi cùi dưới bếp, định kiếm cái thùng xách ra bờ sông Bắc Hến. Nghe tiếng còn gọi, chị chân lính quýnh làm rớt lẻn xẻn mọi thứ. Ngọc khó khải chạy ra sau trái nhà lớn tiếng. Mẹ định đi đâu vậy? Như bị bắt quả tang, chị Chiên lắp bắp bào chữa. Mẹ định nấu nước. Nấu nước mà mẹ lấy cái thùng này ra làm gì? Mẹ lại định trốn con đi ra sông Bắc Hến nữa chứ gì? Đâu có mà, tại không làm gì mẹ thấy ngứa tay ngứa chân. Ngọc nhăn nhó. Cái chân mẹ đau vậy, đi còn không nổi mà cứ muốn xuống sông là làm sao? Hôm nay mẹ thấy đỡ nhiều rồi, muốn đi cho khuây khỏa. Mẹ ngồi một chỗ hoài buồn quá. Ngọc méo máu. Con nói hoài mà mẹ không nghe. Nước mênh mông vậy, chân thì đau không lành được. Mẹ cứ ra đó rồi nước cuốn mất rồi làm sao? Chị Chiến ứa nước mắt. Thôi thôi, mẹ ở nhà, không đi đâu nữa. Mẹ làm sao thì làm, con chỉ có mình mẹ thôi. Mẹ bỏ con mà đi, con không còn ai thì biết phải làm sao? Nói rồi nó òa khóc. Nước mắt giọt ngắn giọt dài. Chị Chiến sững nhìn con, rồi ôm chặt lấy nó cũng òa lên khóc. Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau nức nở. Ngoài kia, tia nắng mấp mé đầu hè, nước sông loang loáng cứ trôi, trôi mãi. Quý vị thân mến, mỗi gia đình mà chương trình đi qua là một câu chuyện đời, chuyện người, về cuộc sống, về số phận, về những buồn vui mà đôi khi chúng ta lại thay dáng dấp câu chuyện của mình ẩn trong đó. Vào với gia đình này, dù chỉ hai mẹ con côi cút, nhưng ở đây luôn chan chứa tình yêu thương và sự sẻ chia. Trong nghịch cảnh cuộc đời, dù khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn bên nhau, động viên nhau để cùng tiếp tục sống và vượt qua khó khăn. Thì mới thấy rằng tình yêu thương của những thành viên trong gia đình chính là động lực lớn lao nhất để con người nỗ lực mà vượt qua gian khó, tiếp tục bước tới, phải không quý vị? Quý vị thân mến, câu chuyện về mẹ con chị Chiến và bé Ngọc là câu chuyện mà Khát Vọng Sống đã đến và san sẻ vào năm 2011. Chỉ đáng tiếc là sau đó vài tháng, chị Chiến qua đời vì chứng nhiễm trùng máu do vết thương nhiễm trùng lâu ngày, để lại cháu Ngọc côi cút giữa đời. Nhưng từ những lời trăn trối của mẹ cũng như sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm đã giúp Ngọc nỗ lực phấn đấu để tiếp tục học và sống thật tốt. Em cần lắm sự san sẻ yêu thương cũng như những động viên chân thành từ quý vị. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi mang đến cho em niềm tin, niềm yêu và cuộc đời quý vị nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.